Xin chào các bạn, sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồng hồ nữ. Đồng hồ nữ, nam đeo cũng được, nữ đeo cũng được, nên nó gọi là free size. Thì với cái đồng hồ này thì mặt nó sẽ hơi nhỡ nhỡ một chút để cho nữ cũng đeo được mà nam cũng đeo được. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy ở trong nó là đồng hồ mà nó là các cái đính đá nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Nhìn rất là hay. Là đồng hồ của hãng AW Carnival. Mặt rất là mỏng đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ thử đeo tay cho bạn xem. Tay mình đeo cũng khá là ok đấy, khá là vừa, và nhìn từ xa ấy thì mình nhìn cảm giác như kiểu là nó rất là nhẹ nhàng và sang trọng đẳng cấp, có tiền các bạn nhé. Thì đấy thì mặt rất là mỏng đúng không ạ? Theo mình phải lấy cái đồng hồ mình đeo mới được. Thì cái mặt kính là mặt kính chống xước này, máy là máy xịn này, chống nước, chống xước. Thế vậy nên là cực kỳ là hấp dẫn các bạn nhé. Mình thì mình thích nhìn cái mặt đá này, mình rất là thích và mình thấy nó lạ các bạn nhé. Thì đồng hồ này thì các bạn có thể là tặng cho đối tác hoặc là mua cho mình đeo bản thân một Tết, vì mình đang khuyến mại rất là lớn. Đây là hộp của hãng này. Thì nhiều người ấy, người ta ngại không mua đâu, nhưng mà mình tặng người ta thì người ta để đeo thường xuyên hơn những cái quần cái áo, hoặc là cái này, vì cái này người ta giữ được lâu các bạn nhé. Hơn cái quần cái áo rất là nhiều, vì quần áo có thể người ta không mặc thường xuyên, nhưng đồng hồ người ta đeo thường xuyên và người ta ngại người ta không mua, nhưng khi người ta được tặng người ta sẽ đeo thường xuyên các bạn nhé. Thì các bạn để ý xung quanh xem là mình có cần tặng ai đó hoặc mình có cần để mua cho bản thân mình, thì các bạn hãy nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhé. Bên mình có từng đợt khuyến mại lớn như này thôi, thì các bạn hãy để lại số điện thoại địa chỉ để các bạn có thể xem sớm nhất có thể nhé. Đẹp đúng đẹp hơn video các bạn mới lấy nhé. Ngoài ra nếu không đẹp như mình, những gì mình nói không đúng những gì mình nói, thì các bạn không mất một khoản phí gì cả để xem cái máy này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.